Rồi chính xác Lúc nãy anh có nói một câu đó là tưởng nhớ Vậy mọi người thấy nè Tưởng nó là hán Việt Và nhớ nó chính là tiếng Việt Ghép lại mình có tưởng nhớ Ờ nhưng mà Khác một chút thì chữ sẵn của bên tiếng Trung Nó sẽ mang ý nghĩa là nhớ thôi Còn tưởng nhớ của mình là sẽ dành cho người đã Đã mất đúng. ừ, Đó thì mình sẽ gì Sẵn là nhớ, nghĩa đầu tiên của nó là nhớ ha Rồi vậy thì nghĩa thứ hai Nó sẽ có nghĩa là muốn muốn ở đây là thể hiện mong muốn của bản thân mình vậy thì ở tiết số 1 của bài số 7, mọi người đã học một chữ mang ý nghĩa là muốn rồi là chữ gì? Giao, giao vậy mọi người có thắc mắc là giao với sẵn nó sẽ khác nhau gì không? Có chứ <laughs> để xem lại cái chữ hán giao gì? là kiểu như mong muốn về cái nhu cầu, để có sự thiết không? yếu hàng ngày à? đúng rồi kiểu như thế Tại vì... à. chữ giao hán việt của nó là gì mọi người? Yếu chữ đúng yếu. không? yếu à, ừ. trong thiết yếu đúng chưa vậy ừ. thì dao thì nó sẽ là một cái gì đó bắt buộc tôi phải muốn nó bằng được tôi đạt được điều đó thì mình sẽ dùng chữ dao được à. chưa còn nó thể hiện cái mong muốn của bản thân mình thôi à, thực hiện cũng được không thực hiện cũng được thì mình sẽ dùng chữ sẵn Đấy ừ. chưa ví dụ một người con sẽ nói với mẹ là mama của sẽ gì mẹ ơi con muốn học tiếng hán Đúng không? Thì lúc này người mẹ sẽ nghĩ là À bây giờ mẹ sẽ đi tìm lớp Mẹ sẽ đi uh, này kia cho con Đi đăng ký cho con Rồi từ từ con học cũng được Nhưng khi bạn nói Mama quội giao sẽ hành con cần phải học tiếng Hán thì lúc này là sẽ gì một cái chuyện rất là cấp bách và mẹ biết là gì à bạn này trên trường cô bác phải học nè đó thì hai cái ý nghĩa của nó sẽ khác nhau một xíu ha vậy thì khi mà mọi người thể hiện cái gì mong muốn của bản thân mọi người thì hãy dùng chữ sạn nhiều hơn nha ừ. tôi muốn cái gì đó dùng chữ sạn nó sẽ mang ý nghĩa là À, kiểu như là thư thả hơn á mọi người không có cần phải ép buộc gò bó thì dùng chữ sẹn ha rồi nghĩa thứ ba nghĩ nó là nghĩ khi trong tiếng việt mình có chữ gì mọi người tưởng tượng đúng không thì lúc đó tưởng tượng là đang nghĩ đúng không mọi người thì nó ừ. cũng là nghĩ ha rồi một chữ có tới ba nghĩa vậy thì mọi người có thắc mắc là nào nó là nghĩa muốn khi nào là nghĩa nhớ khi nào là nghĩa nghĩ không Chắc cái này khi nào mình, mình... <laughs> chắc cái này là cũng giống như cái câu gì bữa trước á, có hai nghĩa cái xong cái cô cool nói là tùy theo cái cảm á, tùy đúng theo đúng cái, rồi. cái lúc mà mình đang nói chuyện với ai đó về cái về vấn đề nào đó thì mình sẽ nghĩ tới cái cái trường hợp nó chứ giờ cũng không biết là nó dùng cái khi nào nữa đúng rồi chị chính xác ha vậy thì tùy vào hoàn cảnh mà người nói với trò chuyện với mình thì mình sẽ gì sẽ biết là là người ta đang muốn cái gì chưa? Dạ. rồi

lúc này câu này nó sẽ có tới hai nghĩa nghĩ cái gì và ní, và bạn nghĩ cái gì đúng không vậy nếu như em đang ngồi em đang ngồi em đang thất thần em không có biết gì hết cái sau cái người ta hỏi nghĩ thì lúc này nó sẽ là gì bạn nghĩ cái gì được chưa ví dụ như đang đi ăn cơm đang đi ăn cơm đúng không cái sau người trung quốc hỏi em nghĩ sẵn thì sẽ là gì bạn muốn ăn cái gì đúng không à, đó thì nó sẽ tùy theo trường hợp ha mọi người ha rồi mọi người phân tích bộ đi nào bên trái bên trái nó sẽ là bộ gì đầu tiên nha mọi người bộ này một, 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 bộ một, một một là cây, cây. bên phải nó là bộ gì một một một, một, một là con cái gì một tâm. là cái gì một là mắt một là mắt mắt nhìn. mắt nhìn chính xác một là mắt ha ở dưới là bộ gì vậy mọi người bộ tâm bộ tâm tim bộ tâm. tâm rồi nhớ là phải tâm. xuất phát từ từ gì chưa tìm, tìm, từ tâm, tâm từ tâm trước đúng không rồi khi mà người ta nhớ là người ta bị tương tư á mọi người thì người ừ. ta sẽ nhắm mắt tựa cây